Nhắc đến Dell, dòng cao cấp phân khúc văn phòng, mình nghĩ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đang nghĩ ngay đến Dell XPS với chiếc laptop đáng mơ ước lên đến mức giá là 50 triệu đồng. Thế nhưng Dell còn một dòng laptop nữa cũng cao cấp không kém, với cấu hình cực kỳ mạnh mẽ, đa dạng kết nối, ngoại hình đẹp, hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp hoặc là những người sáng tạo nội dung. Dell Inspiron 7501 sẽ là chiếc laptop mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Ở một sản phẩm vô cùng mới trong năm 2020 này, thì điểm mạnh mà mình phải nhắc đến đầu tiên đó chính là cấu hình CPU Intel Core i7-10750H 6x12 luồng cộng với GTX 1650 Ti. Thực sự mình khá là thích thú và bất ngờ với em máy này vì đây là laptop văn phòng thế nhưng lại được trang bị cấu hình khá gaming. Đối với CPU Intel Core i7-10750H thì chắc hẳn anh em không còn quá xa lạ gì với sức mạnh gần như không giới hạn tới từ Intel thế hệ thứ 10. Xung nhịp từ 2.6GHz đến 5.0GHz cùng với RAM 8GB bus 2933 cho khả năng xử lý mượt mà nhanh chóng trong mọi tác vụ và có sẵn một khe chờ để các bạn có thể nâng cấp. Với một cấu hình xịn như thế này thì hệ thống tản nhiệt Dell Inspiron 15 được thiết kế với quạt kép và ống dẫn nhiệt kép. Nhưng mình nghĩ là khi các bạn làm những tác vụ nặng thì chắc chắn là nhiệt độ của sản phẩm này cũng không mát mẻ cho lắm. Tuy cấu hình cao nhưng đây không phải là laptop gaming, thế nên là chúng ta không thể so với những mẫu laptop khác có hệ thống tản nhiệt hầm hố được. Và với mục đích là laptop phục vụ cho công việc, sáng tạo và giải trí, nên là Dell Inspiron 7501 đủ sức để có thể giải quyết những vấn đề phức tạp như là về xử lý đồ họa. Và có sẵn cạc rời GeForce GTX 1650 Ti vô cùng mạnh mẽ, thì nó không chỉ chạy tốt những phần mềm chạy đồ họa chuyên sâu mà còn chơi được những tựa game đòi hỏi cấu hình cao ở trên máy tính. Và bây giờ thì sẽ đến phần test hiệu năng của em máy này nhé. Thiết kế của máy được làm toàn bộ bằng kim loại, thế nên tổng thể máy rất chắc chắn. Ở bên trong máy thì ở ngay phần trên phía bàn phím chúng ta sẽ có một giải để thoát gió tản nhiệt. Phần bàn lề của máy cũng giúp nhiệt độ giảm đi đáng kể. Chính vì thế ở phần test hiệu năng vừa rồi thì các bạn có thể thấy là khi làm các tác vụ nặng hoặc là khi chơi game thì nhiệt độ cũng không quá cao một chút nào và mình cực kỳ ấn tượng về điều này. Nhân tiện nhắc đến phần bàn lề thì bàn lề của sản phẩm này là bàn lề dạng nâng. Các bạn có thể để ý là phần cạnh đáy của màn hình có nhô ra một chút để có thể kê phần gầm máy lên, giúp tản nhiệt tốt hơn này, hút gió vào tốt hơn cũng như là nâng gầm máy lên một góc để chúng ta có thể có được một góc gõ phím thuận lợi hơn nữa. Và với phiên bản tiền nhiệm thì phần bàn lề được làm bằng một thanh cao su kéo dài, nhưng với phiên bản này thì sẽ chỉ có hai miếng cao su ở hai đầu chiếc laptop mà thôi. Và để có thể kê máy lên cũng như là không bị xước bàn lề và gầm máy, nhìn nó còn đẹp và còn sang hơn rất là nhiều nữa. Tiếp theo thì về phần màn hình, bốn cạnh viền siêu mỏng, độ phủ của màn hình gần như là tràn hết ra xung quanh. Thế nhưng ở cạnh trên của máy vẫn được trang bị đầy đủ webcam và micro để đàm thoại. Về webcam thì sẽ có một chiếc lẫy để khi nào mọi người không sử dụng đến thì có thể gạt đi che phần cam, tăng tính bảo mật cho máy. Màn hình của sản phẩm này được trang bị là Full HD 15,6 inch với góc nhìn rộng gần như là tuyệt đối và chất lượng hiển thị khi đo đạc có phải nói là xuất sắc với 100% giải màu sRGB, 94% giải màu Adobe RGB. Thêm vào đó thì chiếc màn hình này còn giúp chống lóa và được trang bị công nghệ Dolby Vision, tương tự như những chiếc TV cao cấp giúp tái tạo màu sắc cực kỳ tốt, mang lại hình ảnh cực kỳ có chiều sâu. Và đối với mình thì đây là màn hình lý tưởng cho anh em làm đồ họa. Chuyển xuống dưới phần bàn phím thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím full size. Hành trình phím không quá sâu nhưng độ nảy tốt nên khi gõ vẫn đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng, dù là soạn nhiều văn bản hoặc là thậm chí là chơi game. Có đèn LED ở phần bàn phím thì nếu như mọi người làm việc trong môi trường thiếu sáng cũng không hề có vấn đề gì. Có một điểm mình thích trên chiếc bàn phím này đó chính là có cảm biến vân tay. Nhưng không chỉ đơn thuần là như thế, nó sẽ được tích hợp vào nút nguồn và đặt vào trong khu vực bàn phím, thiết kế trông cực kỳ đồng nhất và liền mạch.
Mình biết là các bạn đang nghĩ gì khi mình đang nói câu này, nhìn bàn phím giống nhau như thế này, nhỡ đâu bấm nhầm thì làm sao, đúng không? Thế nhưng không hề một chút nào cả, cái phím nguồn này nó sẽ cần một lực bấm mạnh hơn khá nhiều so với các phím khác xung quanh, và cái phím này nó cũng cứng nữa. Chúng ta sẽ phải tác động một lực xuống thì nó mới nhận, cũng giống như khi các bạn ấn nguồn của những chiếc laptop khác, chứ không phải là giống như khi bình thường các bạn gõ bàn phím mà nó nhận đâu. Thế nên là các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này. Tiếp theo, phần touchpad lớn, cảm giác di thích khá mượt và mình không có gì để chê về chiếc touchpad này cả. Với cổng kết nối thì cổng kết nối đầy đủ, bao gồm USB Type-C, Thunderbolt, hai cổng USB Type-A, HDMI, cổng nguồn và khe thẻ micro. Cục sạc đi kèm theo máy là sạc 130W, thì các bạn có thể vừa ngồi edit video, vừa thiết kế đồ họa và làm các tác vụ khác, vừa đủ một ngày làm việc lên đến 8 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, có một điểm đặc biệt trên cục pin này, đó chính là các bạn có thể sạc từ 0% lên đến 80% pin chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ mà thôi. Cực kỳ nhanh và thuận tiện đối với những ai đang cần tiết kiệm thời gian sạc laptop để có thể làm được nhiều việc khác. Và với cân nặng chỉ khoảng 1,7kg thì các bạn cũng dễ dàng mang đi di chuyển để có thể làm việc. Cuối cùng nhưng quan trọng không kém, đó chính là có một công nghệ trên chiếc máy này mà mình tin chắc là nó sẽ hỗ trợ phục vụ cho công việc của mọi người rất là nhiều. Đó chính là ứng dụng Dell Mobile Connect. Khi chúng ta kết nối điện thoại thông minh với chiếc máy này thì chúng ta có thể dễ dàng phản chiếu màn hình điện thoại lên màn hình máy tính. Thậm chí là chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trên chiếc laptop này luôn. Có thể dễ dàng chia sẻ file từ điện thoại qua laptop cũng như ngược lại từ laptop về với điện thoại mà không cần các dịch vụ lưu trữ đám mây phức tạp hoặc là dây cáp cồng kềnh. Đây là một điểm cực kỳ đáng tiền của chiếc Dell Inspiron 7501 này. Hiện tại thì mức giá của em này đang khoảng hơn 29 triệu một chút, kèm theo là gói quà tặng trị giá lên đến 1 triệu 300 nghìn đồng cùng chế độ bảo hành lên đến 12 tháng. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.